Xin chào anh chị em và các bạn. Hôm nay mình xin chia sẻ cách làm món chả hấp chay. Nếu quan tâm xin mời vào bếp cùng làm với mình nhé. Cảm ơn quý vị luôn quan tâm theo dõi kênh Trang Thanh Nguyễn HD của mình. Để làm món ăn này, mình chuẩn bị đậu hũ, nấm mèo, bún tàu, một ít bột năng, hạt màu điều, một quả ớt, một củ cải đỏ, một ít củ kiệu và một ít rau ngò. Đun sôi một ít nước. Cho thêm một muỗng cà phê muối vào. Mình sử dụng 500g đậu hũ trắng. Mình chọn cái loại đậu hũ vừa, không quá cứng cũng không quá mềm. Cho đậu hũ vào trong nước sôi để luộc. Và mình luộc đậu hũ khoảng chừng 5 phút. Mình luộc đậu hũ để khi làm chả, chả nó sẽ dai ngon hơn. Đậu hũ sau khi luộc được 5 phút, mình sẽ vớt ra và để cho thật ráo nước. Sau đó cho đậu hũ vào trong tô, để cho nó nguội lại bớt. Mình sử dụng một cái củ cải đỏ nhỏ, bào củ cải thành sợi. Và mình lấy 50g. Mình cũng cắt mỏng củ kiệu. Nấm mèo thì mình đã rửa sạch và ngâm cho mềm. Sau khi ngâm xong thì mình lấy ra 50g. Cắt mỏng nấm mèo, sau đó cắt ngắn lại. Bún tàu thì mình sử dụng một bịch bún nặng 50g, ngâm mềm, sau đó vớt ra để ráo, rồi cắt ngắn lại. Đun nóng một ít dầu ăn. Sau đó cho củ kiệu đã băm nhỏ vào và phi cho vàng. Khi củ kiệu vàng thì mình sẽ vớt củ kiệu ra. Mình chỉ lấy kiệu mà không lấy dầu. Phần dầu còn lại mình sẽ cho hạt màu điều vào. Sau đó vớt bỏ phần hạt đi. Đậu hũ sau khi để cho nó nguội bớt, mình sẽ tán nhuyễn. Cho 50g củ cải bào sợi vào. Cho nấm mèo đã cắt nhỏ vào. Cho bún tàu ngâm mềm vào. Mình cho củ kiệu phi vàng để cái món chả nó được thơm. Cho thêm một muỗng cà phê muối. Cho thêm 2 muỗng cà phê bột nêm chay. Cho thêm 4 muỗng cà phê đường. Cho thêm một ít tiêu vào. Mình sẽ trộn đều tất cả. Đậu hũ sau khi được trộn đều thì mình sẽ để như vậy khoảng 30 phút cho nó ngấm với gia vị. Mình sẽ hấp chả trong cái khuôn này. Để chả lấy ra được dễ dàng thì mình sẽ cho một miếng lá chuối để lót bên dưới. Quét một ít dầu ăn vào và mình quét luôn cả cái hông của khuôn. Cho đậu hũ đã ướp vào. Mang bao tay vào và ém chặt đậu hũ ở trong khuôn. Đun sôi một ít nước. Sau đó cho đậu hũ vào để hấp.
và mình hấp với lửa trung bình khoảng 15 phút. Bột năng thì mình dùng 2 muỗng cà phê. Cho thêm 2 muỗng canh nước vào và khuấy cho thật là đều. Sau đó cho chén bột vào trong cái chảo màu điều. Khuấy đều là được. Đậu hũ sau khi hấp được 15 phút, mình sẽ cho 1/2 bột pha với màu điều vào. Tiếp tục hấp thêm 5 phút nữa. Sau khi hấp thêm được 5 phút, mình sẽ cho toàn bộ màu điều pha với bột vào. Hấp khoảng chừng 2 phút là được. Đậu hũ sau khi hấp thêm khoảng 2 phút, mình sẽ tắt lửa và lấy chả ra ngoài. Để cho chả nguội hoàn toàn. Chả sau khi đã để nguội hoàn toàn, mình sẽ lấy ra khỏi khuôn. Mình phải để cho chả nguội lại hoàn toàn, nếu không thì khi mình lấy ra khỏi khuôn nó sẽ bị bể. Mình sẽ cắt chả này ra. Chúc anh chị em và các bạn làm được một món ăn chay thật là thơm ngon. Xin kính chào và hẹn gặp lại.